này thấy chưa? Với tốc độ này thì chúng ta sẽ nhanh chóng thu hoạch rất nhiều lương thực, không lo sợ nạn đói sẽ xảy ra nữa. Đúng là như vậy. Nhưng mà ông có thấy vùng đất này nóng hơn không nhỉ? Lúc trước chỉ cần đứng đây là ta đã cảm nhận được bầu không khí trong lành mát mẻ. Ngài khéo lo. Chúng ta ở trong nhà hưởng máy lạnh là chính, chứ có ra ngoài đường cả ngày đâu. Ô kìa, ngài phải vui lên vì đã giải quyết được vấn đề lớn cho người dân chứ. Phải đó ngài Khi. Mama Bay, gia đình nông dân siêu phàm. Thì ra là gia đình nông dân siêu phàm. Các người tới đây làm gì? Ta nghe bảo các người cản trở kế hoạch làm điều tốt của ngài Khi. Ngài đừng nóng. Chúng tôi tới đây là để xin lỗi vì đã hiểu lầm ý tốt của các ngài. Sau khi trở về nhà, bà nhận những lời phàn nàn của tất cả mọi người. Gia đình tụi con vô cùng hối hận. Đáng lẽ chúng con phải cảm ơn nhà khoa học tài ba vì đã có sáng kiến giúp đỡ cho thế giới. Ngài thật là thông minh mà. Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Ta rất là hay thông minh mà. Gia đình nông dân siêu phàm nói vậy thì ta cũng mừng lắm. Mọi người hãy hòa thuận với nhau nha. Để tạ lỗi, chúng tôi có chuẩn bị một món quà tặng cho ngài nhà khoa học đây. Mong là ngài sẽ nhận nó. Quà? Đi mà, con đang nổi mà. Nếu ngài không nhận là không tha lỗi cho gia đình con. Rồi rồi, ta nhận. Ta cũng là một người tốt bụng mà. Để coi cái gì đây. Yes. Yes. Trời ơi, cái gì vậy? Sao lại tặng ta nước hoa? Yes. Ngài có sao không? Các người tặng gì vậy? Tụi con tặng nước hoa thôi mà. Yes. Trời ơi, ta chỉ uống nước hoa mà. Tiến sĩ Đơ, không lẽ... Quả nhiên Mama Bay đoán không sai. Tiến sĩ Đơ giả dạng thành nhà khoa học và bày ra âm mưu này. Các người giỏi lắm. Vậy ra ta đã bị lừa bấy lâu nay. Ngài đừng buồn. Tất cả là do tiến sĩ Đơ quá nham hiểm, đã lừa tất cả mọi người. Ta đã bí mật theo dõi ông. Đúng là lần này ông cẩn thận hơn. Nhưng có những thứ không bao giờ thay đổi như... Ông rất là ghét con nít. Hả? Vài đứa trẻ chạy lại cảm ơn ông thì ông đều xua đuổi tụi nó đi. Thứ hai là ông ghét cỏ cây. Ai để hoa trong phòng ông đều ném đi hết. Tất cả manh mối đều dẫn đến một người. Đó là ông. Gia đình nông dân siêu phàm mà bắt lấy tiến sĩ Đơ. Tuân lệnh. Khoan đã, đừng vội đắc ý. Xem ta đây. 500 anh em cùng quẩy nào. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở đây rất nguy hiểm, ngài hãy mau chạy đi. Không được, đây là sai lầm của ta. Ta không thể bỏ chạy như vậy. Ngài là người đứng đầu hành tinh này. Trách nhiệm của ngài vô cùng quan trọng. Ngài có thể giúp chúng tôi bằng cách thông báo sự thật cho mọi người và dẫn mọi người đến nơi an toàn. Ta hiểu rồi. Mọi chuyện trông cậy vào gia đình nông dân siêu phàm. Có hơi sai kế hoạch một tí, nhưng mà ông đã làm rất tốt đó tiến sĩ Đơ. Ta ngứa tay ngứa chân lắm rồi nè. Gia đình nông dân siêu phàm, hãy chứng kiến sức mạnh mới của bọn ta. Binh đoàn bụi đất. Lại có thêm một ác nhân mới sao? Thì ra đó là gia đình nông dân siêu phàm sao? Xin tự giới thiệu, ta là Bụi Đất. Bụi Đất? Nghe tiếng các người đã lâu nay mới gặp. Nhưng các người không giống như ta được nghe kể cho lắm. Giỏng tai lên mà nghe. Ta là Bụi Đất Đại Dương. Vô cùng dũng mạnh, vô cùng bay phong. Chỗ nào xanh tươi, qua ngày sa mạc. Vô cùng dũng mạnh, vô cùng. Đông quá mẹ ơi, ta ơi. Nếu cùng là bụi thì mẹ có cách rồi. Ba Bự và Chớp Chớp hãy câu giờ cho mẹ và Thám Tú. À, con hiểu rồi. Mau chặn ngay Mama Bay và Thám Tú lại. Bọn chúng định gọi mưa đó. Đọ sức với ta nè Khô-Lô. Ta ngán người chắc. Con hãy gọi mưa đi. Vẫn chưa đủ gần mẹ ơi. Mẹ phải bay lên cao hơn nữa. Kun Mẹ ơi, cho tớ xin ít. Mẹ chụp được con rồi. Lâu rồi ta mới chơi vui thế này. Gia đình nông dân siêu phàm cũng thường thôi. Tránh bẫy không phải là cách. Các ngươi chỉ được thế thôi sao? Cái gì? Dám nói ta hả? Ta cho ngươi biết tay. Hả? Hay lắm Mama Bay. Bay ơi, cho chúng ta ít mưa với. Hả? Sao vậy Mai? Có chuyện gì vậy con? Tại sao chưa có mưa? Mẹ ơi, mày nói rừng đã bị chặt, nước hồ khô cạn, mày không đủ độ ẩm để tạo mưa. Thành công rồi. Kế hoạch của chúng ta đã thành công. Đã đến lúc nói lời tạm biệt gia đình nông dân siêu phàm rồi. Các người mau chóng hạ màn đi. Ok. Cẩn thận. Cuối cùng đã tới. Ngày ta hoàn toàn đánh bại gia đình nông dân siêu phàm. Mình đúng là tiến sĩ vĩ đại nhất hành tinh. Mình thông minh nhất vũ trụ khi đã nghĩ ra kế hoạch thử nghiệm này. Hơn là thành công. Cái gì? Hóa ra là ông không dám cắt hả? Quả này mà không hơn, tám thúc vẫn gọi mưa được thì cả đám lãnh đủ à? Thì cuối cùng đã thành công còn gì. Mặc kệ chuyện đó đi. Bây giờ chúng ta sẽ tái thiết lại trái đất theo mong muốn của chúng ta nào. Khô-Lô Kun siêu phàm với thiết kế 3D siêu ngầu, có điểm mút thoáng khí, hỗ trợ chống gù chỉ với 36 thẻ quà Kun.